Lee Min Ho, Kim Soo Hyun và dàn mỹ nam K-pop gây sốc xỉu với visual thời vô danh. Đều là những mỹ nam vạn người mê, nhưng mấy ai biết rằng, thuở mới chập chững bước chân vào làng giải trí, Lee Min Ho, Kim Soo Hyun từng bị chê bai về nhan sắc. Trong làng giải trí đầy rẫy sự đào thải và khắc nghiệt như ở Hàn Quốc, nhiều diễn viên phải trải qua khoảng thời gian chật vật với những vai phụ có tạo hình không mấy ấn tượng, thậm chí là kém sắc với thời gian lên sóng siêu ít chỉ để lấy kinh nghiệm diễn xuất. Nhìn lại nhan sắc trên màn ảnh ngày đó của các nam thần đình đám hiện nay, nhiều người phải thốt lên ngỡ ngàng, thậm chí dụi mắt đến vài lần vì chẳng thể nhận ra người quen. Lee Min Ho, nổi tiếng với nhan sắc đỉnh cao, thậm chí vẻ hoa còn ác cả diễn xuất, thế nhưng Lee Min Ho cũng có một thời không mấy chăm chút cho ngoại hình. Thuở mới chập chững đóng phim, anh chỉ được đảm nhận những vai phụ mờ nhạt, tiêu biểu như ở bộ phim I Am Sam. Thời điểm này, vẻ ngoài của Lee Min Ho không mấy nổi bật, với thân hình gầy gò, cánh mũi thô, gương mặt không mấy sắc nét, nam diễn viên từng nhận về nhiều lời chê bai. Còn ở hiện tại, Lee Min Ho đã sở hữu vẻ đẹp hoàn hảo, mũi cao, chân dài, dáng chuẩn, 360 độ không góc chết và chẳng có bảng xếp hạng nhan sắc nào thiếu tên anh. Sau thành công của hàng loạt tác phẩm truyền hình, Lee Min Ho luôn là lựa chọn hàng đầu của khán giả trong các danh sách diễn viên Hàn Quốc nổi tiếng và đẹp trai. Nam tài tử cũng sở hữu lượng người hâm mộ khổng lồ, không chỉ ở Hàn Quốc mà còn trên khắp thế giới. Theo đó, những bộ phim làm nên tên tuổi của Lee Min Ho phải kể đến như Thợ săn thành phố, Người thừa kế, Huyền thoại biển xanh, Quân vương bất diệt, Hyun Bin. Thời điểm vẫn chỉ là một diễn viên mới bước vào nghề, Hyun Bin chỉ nhận được những vai diễn rất nhỏ, thậm chí chỉ là một nhân vật giả ma giả quỷ. Hình ảnh Hyun Bin hóa trang giả ma năm nào khiến khán giả từ chối nhận người quen bởi mọi thứ khác hoàn toàn với một soái ca đỉnh đạt lịch lãm ở hiện tại. Sau một thời gian gia nhập làng giải trí, visual của Hyun Bin được nhận xét ngày càng thăng hạng. Với ngoại hình nam tính và nụ cười tỏa nắng cùng với diễn xuất đa dạng trong nhiều vai diễn, Hyun Bin luôn được nhận xét là nam thần cực phẩm của làng giải trí xứ Hàn. Dù đã gần chạm ngưỡng 40, Hyun Bin vẫn được người hâm mộ ở nhiều thế hệ khác nhau đánh giá cao. Nam diễn viên thường xuyên lọt top những sao nam đẹp trai nhất châu Á. Các tác phẩm mà tài tử tham gia cũng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả, điển hình như Tôi là Kim Samsung, Khu vườn bí mật, Hạ cánh nơi anh. Kim Soo Hyun nổi danh là mỹ nam với cát-xê khủng nhất màn ảnh Hàn, ít ai ngờ ngày mới đóng phim, Kim Soo Hyun từng chẳng được đạo diễn chú ý. Chính vì vậy, anh chàng phải nhận những vai phụ nhỏ bé trên màn ảnh, thậm chí còn bị chê bai rằng ngoại hình không mấy ấn tượng, khó lòng trụ vững trong làng giải trí xứ Hàn. Nhìn lại thời điểm còn là một diễn viên vô danh, hẳn nhiều người sẽ phải ngỡ ngàng với một hình ảnh một Kim Soo Hyun tóc dài, ăn mặc quê mùa, gương mặt không hề có thần thái của một ngôi sao hạng A trong tương lai. Ấy thế mà ở thời điểm hiện tại, Kim Soo Hyun vừa giành được vị trí đầu bảng trong danh sách 30 nam diễn viên Hàn đẹp trai nhất mọi thời đại do cư dân mạng bình chọn. Theo đó, mỹ nam Kim Soo Hyun được nhận xét sở hữu gương mặt đẹp hiền, nụ cười trẻ thơ. Các đường nét trên gương mặt tuy không quá nổi bật bằng người khác, nhưng lại tạo ra một tổng thể hài hòa, vô cùng cuốn hút. Không chỉ có nhan sắc, Kim Soo Hyun còn sở hữu khả năng diễn xuất được giới chuyên môn đánh giá cao, thế nên tên tuổi của anh ngày càng thăng hạng theo năm tháng, khó ai bị lại kịp. Kim Woo Bin nổi lên sau thành công của bộ phim School 2013, Kim Woo Bin được xem là diễn viên trẻ tiềm năng tại K-pop. Đặc biệt sau cơn sốt The Hair, tên của anh chàng lại càng nóng hơn bao giờ hết. Thời mới gia nhập làng giải trí, so với nhiều đồng nghiệp tại làng phim Hàn, vẻ bề ngoài của Woo Bin có phần lép vế. Ngoài thân hình chuẩn, chiều cao đáng mơ ước, thì Woo Bin không có nhiều điểm nổi bật, nhất là khi khuôn mặt của anh quá góc cạnh và đôi mắt lệch. Tuy nhiên, ở hiện tại, Kim Woo Bin lại chẳng hề bị khán giả chê bai vì ngoại hình, bởi lẽ anh chàng sở hữu thần thái và phong cách vô cùng lịch lãm, bảnh bao. Đặc biệt, Kim Woo Bin cũng thường xuyên lọt top những ngôi sao có hình thể đẹp nhất K-pop. Vẻ đẹp lệch chuẩn của mỹ nam The Hair dần được nhiều người công nhận là có một sức hút kỳ lạ.